Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, chúng con xin được tri ân Chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã cho chúng con có một buổi gặp gỡ, chia sẻ với những mầm non của đất nước. Xin chúc cho tụi con có năm ngoài tu thật an lạc, thật ý nghĩa, và chúc cho khóa tu được thành công viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa là các bạn có nhớ nhà không ạ? Nhớ nhà. Có thèm ăn thịt không? Có thèm ăn cá không? Ủa sao có người không, có người có vậy? Rồi mấy anh chị lớn lớn có nhớ người yêu không? Vì sao anh nhớ em thế này? Không biết tụi con có nhớ người yêu hay không, chứ thầy thì có, thầy thì không chứ không phải là có. Quên nói lộn, mém nói có. Hôm nay thầy sẽ nói với tất cả các bạn về 10 điều nghịch lý. Và 10 điều nghịch lý như sau. 1. Cha mẹ chỉ biết cho mà chẳng biết đòi. Con cái chỉ thích vòi mà không biết trả. Điều 2. Cha mẹ dạy bảo kêu lắm lời, bước chân ra đời thì ngớ nga ngớ ngẩn. Điều 3. Cha nở coi khinh, mẹ nở xem thường, bước chân ra đường, kính phường trộm cướp. Điều 4. Cha mẹ ngồi đó, không hỏi không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng. Điều 5. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay, cha mẹ ốm 7 ngày, không lời thăm hỏi. Điều 6. Cha mẹ còn đấy chẳng thơm thảo bất canh rau, đội khúc núi rồi xây mồ to mã đẹp. Điều 7. Vào quán thịt cầy trăm ngàn coi nhẹ, nuôi cha nuôi mẹ si tị từng đồng. Điều 8. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi lẽ, lời ru của mẹ chẳng nhớ câu nào. Điều 9. Dỗ cha xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Điều 10. Khấn Phật cầu trời lễ bái muôn phương, nhưng quên lời mời cơm cha trà mẹ. Đó là 10 điều nghịch lý. Vỗ tay đi chứ. Thầy không bắt các bạn phải nhớ liền, nhưng trong buổi giảng này thầy sẽ đi chi tiết lướt nhẹ thôi. Sau này có cơ hội tụi con tìm hiểu thêm. Tụi con có thể tìm hiểu, thầy giới thiệu cho tụi con về những bài giảng của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, của Thượng Tọa Thích Phước Tiến, Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, Thượng Tọa Thích Thiện Tệ, Đại Đức Thích Tâm Đức. Đó là những bậc thầy giảng dạy về tình mẹ rất là sâu sắc. Và trong đó thì có Hòa Thượng Thích Minh Thành, là người nói về tình mẹ mà ai nghe cũng rất nước mắt. Cho nên có cơ hội tụi con lên trên YouTube gõ cái tên của quý ngài ra để lắng nghe. Thầy không nói nhiều về chữ hiếu, bởi vì thưa thật là thầy không có cái tài để làm tụi con cười, cũng không có cái khả năng làm tụi con khóc. Nhưng thầy tự tin là thầy có khả năng làm cho tụi con ngủ gục. Cho nên tụi con cứ thoải mái mà ngủ đi. Ở đây 10 điều này thầy không bắt tụi con phải thuộc liền, nhưng sau buổi giảng phải trả lời được cho thầy. Thầy nghĩ là cái trí nhớ của tụi con nó không bằng thầy, cho nên là trong 1 giờ đồng hồ tụi con sẽ học thuộc được. Còn thầy học 10 cái câu này á, thưa với tụi con học thời gian rất ngắn. Thầy học có 10 ngày chứ mấy. 10 ngày là thầy học thuộc rồi. Cho nên bắt buộc tụi con là trong buổi pháp hôm nay chúng ta phải học cho được 10 điều này. Điều thứ nhất. Điều thứ nhất là gì quên rồi? Hả?
Cha mẹ chỉ biết cho mà chẳng biết đòi, con cái chỉ thích vòi mà không chịu trả. Cái việc mà chúng ta ngửa tay xin tiền cha mẹ ai làm cũng được, đúng không ạ? Mẹ ơi, cho con tiền mua đôi giày. Mẹ ơi, cho con tiền mua đôi dép. Mẹ ơi, cho con tiền mua cái áo. Mẹ ơi, có cái điện thoại iPhone. Mẹ cho con tiền mua để con chơi game. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mỗi khi mà mẹ ơi là phía sau đó không bao giờ nói mẹ ơi con thương mẹ, mẹ ơi con biết ơn mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Những điều đó ta không nói, nhưng chúng ta chỉ nói là mẹ ơi cho con tiền. Riết rồi làm cha làm mẹ mà cứ nghe nó kêu mẹ ơi là thấy lạnh xương sống. Nó xin tiền nữa chứ gì đây. Thưa với các bạn, cái áo, cái quần, cái xe, tất cả mọi thứ mà các bạn đang có, nó không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, mà nó được đánh đổi bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng cả công sức và cả thời thanh xuân của cha mẹ các bạn đấy. Thầy đang nói rất thật đấy nha. Nhưng chúng ta là người chưa làm ra tiền, chúng ta không biết quý trọng đồng tiền. Vì mình không làm ra tiền cho nên mình tiêu tiền một cách rất phung phí. Vì tiền đó là tiền trong túi của cha mẹ mình mà, mình thoải mái tiêu xài. Nhưng đâu biết rằng để có được 50, 100, có được cái mua cái quần, cái áo, mua cái điện thoại cho các bạn, ba mẹ các bạn phải thức dậy từ rất sớm để đi làm thuê làm mướn cho thiên hạ, có khi bị người ta chửi trên đầu trên cổ nữa. Nhưng phải chấp nhận, vì đây là cuộc sống, đây là kế sinh nhai, đây là cách mình tìm chén cơm manh áo và cách mình kiếm đồng tiền về để nuôi những đứa con của mình. Vì con, cha mẹ chấp nhận tất cả. Và rồi chúng ta thì sao ạ? Tình của cha mẹ dành cho chúng ta quá lớn, nhưng chúng ta lại đối xử quá ư là tệ đối với ba mẹ của mình. Có những bạn ba mẹ không cho tiền thì lại giận dữ, tức tối, và có khi dùng lời lẽ rất là khó nghe đối với ba mẹ. Bà nhớ nha, ông nhớ nha, tôi xin có mấy ngàn, tôi xin có mấy đồng thôi mà cũng không cho. Xin để làm gì ạ? Thầy nghĩ rằng nếu như mình xin tiền để đóng tiền học, mình xin tiền để mua những cái chính đáng, mua sách vở vân vân, ba mẹ sẵn sàng cho. Nhưng mình xin tiền để đi chơi game, mình xin tiền để tiêu pha vào những thứ không cần thiết, ba mẹ không tiếc tiền với các bạn đâu. Nếu như việc đó là việc chính đáng, cái đó là cái cần phải mua. Giữ tiền để làm gì? Không phải giữ tiền để ba mẹ mua đồ xe xua cho bản thân mình, nhưng mà giữ tiền là để sau này có cái tài sản cho con của mình, để con của mình nó lớn lên, nó bằng với thiên hạ, nó không thua ai cả. À, thế cho nên ba mẹ có khi khắt khe trong cái việc tiêu tiền đối với các bạn, nhưng các bạn nên nhớ tất cả là vì các bạn. Và rồi bản thân các bạn thì như thế nào? Chỉ thích đòi nhưng không có chịu trả, không có chịu trả. Đòi thì đòi nhiều lắm, xin thì xin nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ các bạn trả lại cái ơn cho cha mẹ. Các bạn sẽ sử dụng tiền của ba mẹ để đi mua những món quà thật to để tặng đứa bạn thân, hoặc là mình chơi đẹp mặt là mình mua những món quà mình tặng những đứa bạn không thân để cho thiên hạ nó khen mình. Nhưng các bạn suy nghĩ, những đồng tiền mà các bạn nhận từ cha mẹ đó có bao giờ các bạn mua ngược lại để tặng cho ba mẹ mình món quà hay là chưa? Có không ạ? Ở đây bạn nào làm được điều đó? Rồi thầy hỏi thế này, ngày sinh nhật của bạn bè mình á, của cái đứa mà bạn của đứa bạn thân, rồi nó quen đứa bạn kia, rồi thân với đứa bạn thân, nó xa lạ vậy đó, mình nhớ. Nhưng mà ngày sinh nhật của ba mẹ mình có nhớ hay là không? Có không? Có đi mua bánh kem về tổ chức sinh nhật cho ba mẹ không? Thiệt không? Bao nhiêu phần trăm? 100% hả? Vậy thì thầy xin chúc mừng tất cả các bạn, những đứa con hiếu thảo. Thầy tóm tắt ở
cái điều nghịch lý đầu tiên để chúng ta thấy rằng ba mẹ thì luôn sẵn lòng vì chúng ta, nhưng chúng ta thì sẵn lòng vì người khác chứ không sẵn lòng vì ba mẹ. Thế cho nên thầy muốn các bạn phải xoay ngược lại và đặt tình thương cho đúng chỗ. Lâu nay các bạn đặt tình thương ra bên ngoài để thương người này, thương người kia, thương bạn bè, thương game, thương xe, thêm quần áo, thương tất cả những thứ đó nhưng chưa thương ba mẹ. Thì bây giờ phải quay lại đặt tình thương đầu tiên phải đặt cho ba mẹ của mình trước. Xin thưa các bạn làm được không ạ? Hứa với thầy làm nhé. Hứa không? Hứa là từ nay sẽ không có đòi tiền ba mẹ để tiêu phí vào những việc không xứng đáng nha. Sao không hứa? Vậy là về còn xin tiền nữa đúng không? Có một người nói không mà. Nhớ nha, đừng có đòi tiền ba mẹ. Nếu một ngày nào đó ba mẹ mà cho các bạn tiền, các bạn cầm đồng tiền đó, đừng vội vã vui mừng chạy đi mua sắm một cái thứ gì đó mình đang thích. Cầm đồng tiền đó lên và nghĩ rằng đây là mồ hôi, là nước mắt của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi phải khổ cực để có được đồng tiền này. Tôi hứa sẽ trân trọng nó. Tôi sẽ cố gắng nghe lời ba mẹ. Tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này tôi có công ăn việc làm, tôi nuôi lại ba mẹ tôi. Chúng ta đồng ý điều này đi rồi chúng ta đi qua điều thứ hai. Kết thúc, chấm hết điều thứ nhất ở đây, đi tới điều thứ hai. Điều thứ hai là cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân ra đời thì ngớ nga ngớ ngẩn. Thầy tin chắc rằng những người làm cha làm mẹ luôn muốn tốt cho con mình, dạy bảo con mình từng ly từng tí, từng lời ăn tiếng nói cho đến cách tiếp xúc đối xử với người. Nhưng những điều hay đó các bạn có trân trọng đón nhận hay không? Không. Thường thì cha mẹ dạy bảo thế này thế khác, các bạn chỉ trả lời là ba nói nhiều quá à, sao mẹ nói nhiều quá đi, con nhức đầu lắm, con không muốn nghe đâu, đừng nói nữa. Nhưng rồi tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với xã hội, có những cái chúng ta không hề biết, chúng ta rất là ngu ngơ, chúng ta dạy khờ lắm. Bởi vì sao? Bởi chính những điều mà cha mẹ dạy cho chúng ta không trân trọng. Những bài học vỡ lòng chúng ta không đón nhận từ nơi cha mẹ của mình. Thế cho nên bước chân ra đời, ta trở thành kẻ ngu ngu, khờ khờ. Ông bà mình hay lắm, tiên học lễ hậu mới học văn. Phải học lễ nghĩa trước rồi mới học tri thức sau. Còn bây giờ các bạn lễ nghĩa không có thì làm sao có tri thức được. Thế cho nên hãy nhớ rằng những điều cha mẹ dạy là cha mẹ muốn tốt cho chúng ta. Cha mẹ muốn cho đời sống của chúng ta bước chân ra đường bằng với thiên hạ, nên cha mẹ mới dạy bảo. Các bạn nên nhớ, các bạn còn rất nhỏ, chưa hiểu được sự đời, chưa có từng trải sự đời, chưa có trải nghiệm cho nên chưa có kinh nghiệm. Cha mẹ các bạn là người trải sự đời, đã nếm quá nhiều đau thương gian khổ trong cuộc đời, hiểu được cuộc đời, hiểu được lòng người. Thế cho nên là người đã trải nghiệm và có thừa kinh nghiệm. Muốn truyền trao kinh nghiệm lại cho con mình bằng những lời dạy, để cho con mình có được những bài học thực tế để nó ứng xử cho cuộc đời này tốt đẹp. Nên nhớ hãy đón nhận những lời dạy của cha mẹ mình và xem đó là những bài học quý giá cho cuộc đời của mình. Bây giờ các bạn xem thường những lời dạy đó đúng không ạ? Rồi một ngày nào đó các bạn lớn lên các bạn mới thấy rằng ồ, ngày xưa ba dạy như thế, mẹ dạy như thế, những điều đó giá trị hữu ích vô cùng. Nhưng lúc đó chúng ta là người không chịu đón nhận, không chịu lắng nghe. Đời của các bạn sẽ ít bị người khác ăn hiếp, ít bị người khác lọc lừa, không bị người khác gạt gẫm nếu như các bạn biết lắng nghe lời chỉ dạy của ba mẹ mình. Và phải hứa với thầy, tuyệt đối khi ba mẹ dạy bảo những điều hay lẽ phải cúi đầu đón nhận lắng nghe, không được
ngoái cổ lại lớn giọng và nói rằng: mẹ nói nhiều quá, ba nói nhiều quá. Nếu như bạn nào nói điều đó, bạn đó là đứa con bất hiếu. Thì con có muốn trở thành đứa con bất hiếu không? Không thì chúng ta thống nhất nha. Thống nhất để mình đi qua. Mình hứa với nhau là cứ sau mỗi điều mình phải vỗ tay chứ. Người ta nói hết hơi hết cổ luôn mà không vỗ tay. Vỗ tay để cho người ngồi trên này họ vui, họ phấn chấn tinh thần, họ nói tiếp chứ. Để cho những người ngồi ở dưới đừng có buồn ngủ chứ. Đúng không ạ? Rồi điều thứ ba. Điều thứ ba là gì vậy? Cha nở coi khinh, mẹ nở xem thường, bước chân ra đường kính phường trộm cướp. Hay quá. Nếu như có tình thương, nếu như có sự tôn trọng, nếu như có lòng cung kính, thầy khuyên các bạn hãy dành nó và để nó ở vị trí đầu tiên, đó chính là dành cho ba mẹ của mình. Dành cho ba mẹ của mình. Tụi con hãy nghĩ lại hành động, lời nói của tụi con trong những tháng ngày qua tụi con sống trong gia đình đi. Tụi con sẽ nhận thấy rằng: ồ, tại sao mình lại hỗn hào như thế? Ồ, tại sao mình lại khó ưa với ba mẹ mình như thế? Nhưng bước chân ra đường á, mình sợ thiên hạ nó quánh mình. Mình phải gọi người này là anh hai, người kia là chị ba. Người ta nói cái gì mình nghe răm rắp cái ấy. Nhưng mà đối với cha mẹ của mình thì mình không làm theo ạ. Cho nên cha nở coi khinh, mẹ nở xem thường, bước chân ra đường kính phường trộm cướp. Câu này muốn nói lên, người ta tôn trọng, người ta cung kính không phải là cha mẹ của ta, mà là những người không họ hàng, không quen biết, là những người không có đạo đức trong xã hội. Cái nghĩa của nó là thế. Nhưng thầy muốn nói thế này, thầy muốn dạy các bạn là đối với tất cả mọi người, chúng ta phải đem lòng thương yêu giúp đỡ mọi người nếu khả năng của mình có thể. Và nếu như đem lòng cung kính, tôn trọng và thương yêu thì người đầu tiên hết và trên hết phải chính là ba mẹ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ đã cho ta cả cuộc đời này, cho từng hơi thở nụ cười tươi, cho cả trái tim, cho sự sống. Tình mẹ, tình cha bao la tựa đất trời. Thi sĩ Đại Điên Cuồng Nhân đã từng thổn thức như thế. Khi ông thổn thức, ông nhớ về ba mẹ của mình và ông nói rằng: ồ, ba à, mẹ à, người đã cho con cuộc đời này, hình hài vóc dáng của con có mặt giữa trần thế này là nhờ tinh cha huyết mẹ, tức là cha mẹ nhường sự sống cho con, cho nên con có mặt ạ. Như vậy con có mặt đó chính là quà tặng của ba mẹ, cho từng hơi thở, cho nụ cười tươi, cho cả trái tim, cho sự sống. Tình mẹ tình cha quá đỗi là tuyệt vời. Cha mẹ cho chúng ta rất nhiều như thế, cha mẹ không mong muốn chúng ta sẽ cho lại cha mẹ điều gì. Chỉ cần chúng ta ngoan, chúng ta lớn khôn, chúng ta trưởng thành và chúng ta đừng có vướng phải những điều trái ngang, đau khổ trong cuộc đời. Đó là cha mẹ vui, đó là cha mẹ hạnh phúc. Bây giờ ở câu này thầy chỉ muốn gửi một cái ý ngắn thôi. Hãy thương yêu, tôn trọng, cung kính cha mẹ mình nhiều hơn. Hãy xa lánh những người bạn không tốt. Hãy xa lánh những người chỉ đem đến những điều tiêu cực cho ta. Hãy xa lánh những người mà họ làm cho trái tim của ta băng hoại đạo đức. Đừng gần gũi họ, mà hãy gần gũi và thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn. Đồng ý không? Cái câu thứ tư á, cái nghĩa của nó tương tự như câu thứ ba thôi. Đó là cha mẹ ngồi đó không hỏi không han, bước vào cơ quan thì cúi chào thủ trưởng. Câu này cái nghĩa của nó muốn nói với những người làm việc có chức có quyền á, đối với cha mẹ mình thì có khi mình xem thường. Cha tôi nhà quê quá, mẹ tôi nhà quê quá, không có văn minh, không có hiện đại, không thế này, không thế khác. Nhưng rồi chúng ta cứ nghĩ rằng thời đại của chúng ta là thời đại cấp tiến, cho nên con người phải vượt bậc, phải chạy theo thời đại,
Rồi mình nhìn lại mình thấy cha mẹ mình lạc hậu vô cùng. Rồi đôi khi mình xem thường, mình khinh khi cả cha mẹ của mình luôn. Nhưng bước vào cơ quan cưới chào thủ trưởng, có nghĩa là bước ra đường á, thì chúng ta giả dối lắm. Chúng ta đối xử với người khác bằng cái tâm không thật, cưới chào người này, cưới chào người kia, nhưng mà lại không có hiếu thảo với cha mẹ. Các bạn nên nhớ một điều này. Người mà có thương cha thương mẹ mình rồi á thì mới thương người khác được. Còn như mình thấy một người bạn của mình, họ không biết nghe lời ba mẹ của họ mà họ thương mình á, đừng có tin. Họ đang nói xạo, họ đang gạt gẫm mình đó. Vì sao? Vì chính ba mẹ họ họ còn không thương được, hà cớ mình là người dưng nước lã mà sao họ lại thương mình? À, thế cho nên ở câu này thầy muốn nói với các bạn là đừng xem thường cha mẹ của mình. Tại sao ba mang đôi dép tổ ong? Tại sao mẹ mặc chiếc áo sòn vai? Tại sao ba đi chiếc xe cọc cạch? Tại sao ba không xài cái điện thoại iPhone mà ba lại xài điện thoại cùi bắp? Tại sao ba không đi ô tô? Tại sao ba không ở nhà cao cửa rộng? Tại vì tất cả những điều tốt đẹp ba mẹ để dành đó cho con, để đổi lấy cái áo đẹp cho con, để đổi lấy cái điện thoại sang cho con, để đổi lấy chiếc xe cho con, để đổi lấy tiền ăn học và chi tiêu cho con, ba mẹ phải chấp nhận sống một đời sống lam lũ cơ hàn. Như vậy thì thầy khẳng định ở đây là cha mẹ sống vì ta tất cả, các bạn à, sống vì ta tất cả. Ở câu này thì cũng cái ý như câu số 3 thầy muốn nhắc là hãy thương yêu ba mẹ của mình nhiều hơn, bởi vì ba mẹ đã quá nhiều gian khổ vì ta rồi. Chúng ta ngừng câu số 4 ở đây. Câu số 5 là ngồi cùng thiên hạ trăm việc khoe hay, cha mẹ ốm 7 ngày không lời thăm hỏi. Nghe bạn của mình mà nó bệnh là sốt sắng lắm đó nha. Nhắn tin, điện thoại không thấy trả lời, vô Messenger của Facebook nhắn không thấy trả lời, bắt đầu vô Zalo nhắn không thấy trả lời, cầm điện thoại gọi hỏi: ơi mày bệnh sao vậy, mày hết bệnh chưa, mày ăn cháo chưa, mày uống thuốc chưa, tao đi mua thuốc cho mày nha, vân vân và vân vân. Nhưng ba mẹ bệnh 7 ngày, ba ho cả đêm, mẹ sổ mũi cả đêm, cả ngày mẹ không ăn được, không đi nổi, cũng không làm được việc gì, cần chúng ta mua cho mẹ liều thuốc, cần chúng ta nấu cho mẹ nồi cháo. Nhưng mà lúc đó chúng ta phũ phàng lắm: thôi con bận rồi, bây giờ con phải đi chơi với bạn con, mẹ ở nhà tự nấu cháo đi. Thôi con bận rồi, bây giờ con có việc gấp lắm, mẹ tự đi mua thuốc uống đi. Có đúng vậy không ạ? Thưa thầy nói đúng đấy. Đôi khi cái ưu ái chúng ta dành cho bạn của mình thôi, dành cho người khác thôi, nhưng sự ưu ái đó chưa bao giờ mình dành cho cha mẹ của mình. Các bạn nhớ, khi các bạn bệnh, có thể ba dầm mưa mẹ dãi nắng để đi mua thuốc cho các bạn. Đường xá có trơn trọt, có xa mấy, có cách trạm y tế cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể đưa các bạn, đêm hôm hay là nắng gió không màng, đưa các bạn đến đó để mong cho con mình hết bệnh. Cha mẹ sẽ thức cả đêm ngồi cạnh bên giường của các bạn để vỗ về, để nói lời thương yêu. Các bạn biết không, từng cái khăn mà cha mẹ đắp lên đầu của các bạn đó, nó không đơn giản là cái khăn nước ấm rồi đắp lên cho mình hạ sốt đâu, mà đó là cả một trời tình thương cha mẹ dành cho ta đấy. Khi ta bệnh, khi ta đau, xác thân ta chịu thì ít, nhưng nỗi niềm của cha mẹ lo lắng lại rất nhiều. Thầy mong các bạn nhớ điều này, để sau này chúng ta sống như thế nào đó cho phù hợp, cho xứng đáng với tình thương của ba mẹ. Đời đừng để cho cha mẹ phải héo hon, hao mòn theo ngày tháng, bởi vì trông chờ đứa con của mình một lần nào đó nó biết thể hiện tình thương yêu, chờ mãi không thấy. Ngồi cùng với thiên hạ trăm việc khoe hay, ta đến với người này, đến với người khác, đi chốn này, chốn nọ,
ta ca ngợi về những việc ta làm, ta nói rằng ồ tôi đã làm rất nhiều điều tốt, ồ tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, ồ tôi là một người chồng tốt, tôi là một người vợ tốt, ồ tôi là một người con ngoan, ta khoe mẽ về mình rất nhiều. Nhưng thực tế cha mẹ ta bệnh, cha mẹ ta đau, chúng ta chẳng quan tâm, chẳng thăm hỏi. Thì thưa, tất cả những lời khoe mẽ đó chỉ là những lời nói để cho vui tai người khác, nổ rần đùng cho thiên hạ khen thôi, chẳng có ích lợi gì. Nên thầy khuyên, hãy nhìn vào cách đối xử của cha mẹ, hãy nhìn vào tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta dành cho cha mẹ như thế ấy, và có thể thì chúng ta dành cho cha mẹ nhiều hơn thế ấy nữa. Đồng ý không? Nhưng thầy nói một tí, các bạn có thương cha mẹ nhiều gấp 100, 1000 lần cái tình thương mà bây giờ các bạn đang dành đó, thì vẫn không bằng tình thương của cha mẹ đâu. Vẫn không bằng đâu. Con chưa từng thức trọn đêm thâu, những sáng mùa đông chưa một lần dậy sớm, để thấy ngoài trời từng cơn gió lớn, nặng trĩu gánh hàng lầm lũi mẹ đi. Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha tợ nước non. Thầy bước qua câu số 6. Cha mẹ còn không thơm thảo bát canh rau, đợi khuất núi rồi xây mồ to mã đẹp. Cái câu này nói với những người lớn, nhưng các bạn bây giờ cũng có thể ý thức. Chúng ta không phải đợi đến ngày cha mẹ mất rồi mới nói lời thương yêu, không phải đợi đến ngày cha mẹ không còn rồi thì xây mồ to mã đẹp để chứng tỏ là mình là người con hiếu thảo, mà trong khi cha mẹ còn sống thì bát canh rau cũng chẳng có, viên kẹo cũng không. Có những người lớn tuổi hơn tụi con ấy, họ có gia đình, họ lo sự nghiệp, họ quên cha mẹ của họ luôn, biền bịa. Có khi một năm họ về nhà chỉ một lần vào ngày Tết, và họ về trong chốc lát rồi họ lại cuốn gói ra đi, họ không có nán lại nhà phút giây nào cả. Trong khi đó ba mẹ thì mong chờ con của mình về, mong chờ ngày Tết là ngày đoàn viên gia đình cùng sum họp để có niềm vui. Ấy vậy mà có những người đành đoạn về với cha với mẹ thì lại nghĩ rằng thôi về ở quê mùa đó mệt mỏi lắm, về nhà không đầy đủ tiện nghi, về nhà không có wifi, về nhà không thể lên Facebook, vân vân và vân vân. Họ về vội vã, rồi họ đi vội vàng, họ đâu biết rằng hình bóng họ đi, cha mẹ ngồi đó với những giọt nước mắt nhớ thương. Ước gì con mình ở lại với mình một ngày, ước gì con mình ở lại với mình thêm chút nữa. Và rồi khi cha mẹ còn sống thì chẳng bao giờ nói lời thương yêu, chẳng bao giờ quan tâm. Của tiền vật chất không cung cấp, không tất cả mọi thứ. Nhưng đến khi cha mẹ mất rồi thì sao? Sợ thiên hạ chê cười cho nên phải xây mồ to mã đẹp, để chứng minh cho thiên hạ thấy rằng tôi là một người con hiếu thảo. Ồ, lúc đó xây cái mồ có to mấy đi chăng nữa, cái mã có đẹp mấy đi chăng nữa, thì người đó vẫn không thể che mắt được thiên hạ, không thể che mắt được đất trời, và không thể che được lương tâm của mình. Mình vốn là người con bất hiếu. Nên thầy khuyên các bạn, có món gì ngon, có cái gì đẹp, hãy dành tặng cho ba mẹ mình đầu tiên. Cái khóa tu năm vừa rồi đó, khóa tu năm vừa rồi ở chùa Đức Hòa, thầy có tặng cho bạn đó một hộp bánh. Thầy thấy bạn nhỏ, thầy tặng cho bạn hộp bánh. Xong ấy, tới ngày mà kết khóa, thầy vẫn thấy hộp bánh đó. Thầy hỏi, ủa con à, thầy cho con hộp bánh để con ăn, tại sao con không ăn? Bạn đó nói, dạ thưa thầy, con để dành về cho mẹ của con.
Hay không? Đó là một tấm gương sáng, một hành động nhỏ nhưng thể hiện tình thương lòng hiếu thảo của bạn đối với mẹ. Thầy mong ở đây tụi con cũng vậy. Tụi con có thể bỏ nhiều tiền ra để mua 5-7 ly trà sữa để mời bạn bè của mình, nhưng chắc chắn rằng tụi con chưa bao giờ tự bỏ tiền để mua trà sữa để cho ba mẹ của mình uống. Thật đấy. Cho nên phải thay đổi cách sống thôi tụi con à. Hãy lo và hãy thương, hãy chăm sóc ba mẹ nhiều hơn nữa. Ba mẹ không cần tụi con phải cho ba mẹ những cái thức ăn ngon, cái mặt đẹp. Ba mẹ chỉ cần sự quan tâm, tình thương của tụi con dành một chút thôi, đó là đủ hạnh phúc rồi. Và chúng ta đồng ý với nhau rằng những gì có thể làm cho ba mẹ vui trong hiện tại thì phải cố gắng làm, không phải đợi đến ngày hối hận muộn màng khi cha mẹ không còn nữa. Đồng ý nha. Điều thứ bảy là vào quán thịt cầy trăm ngàn coi nhẹ, nuôi cha nuôi mẹ si tị từng đồng. Có những người vào nhà hàng ăn đó, một bữa ăn 5-7 triệu. Rồi có cái cô nàng mà họ bưng bê á, lại có thể là bỏ tiền bo tiếp cho người đó 500-1 triệu rất là dễ dàng, để chứng tỏ đẳng cấp của mình là người biết chơi và chịu chơi. Nhưng rồi nuôi cha nuôi mẹ thì thưa với tụi con là 100 ngàn họ cũng không bỏ ra. Họ thấy cái đó nó lớn lắm. Vì vậy mà người ta nói cực kỳ hay: cha mẹ nghèo khổ mấy vẫn nuôi được 10 con, nhưng 10 con giàu kinh khủng thành đạt, nhưng không nuôi nổi một cha và một mẹ. Có những người đời sống của họ sanh ra không ăn học nhiều, cuộc đời lam lũ với ruộng đồng bưng rẫy, nhưng họ dốc hết tâm sức của mình phải làm sao đó nuôi được những đứa con của mình cho nó ăn học thành tài, cho nó có cơ ngơi sự nghiệp. Và rồi những đứa con đó được trưởng thành, được lớn lên, được thành đạt bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng công sức của cha mẹ mình. Nhưng đến khi ba mẹ già rồi, tay yếu chân run không làm nổi nữa, trông ngóng vào tình thương của con, nhưng 5-7 đứa con thành đạt đó nó nạnh hẹ nhau, nó si tị nhau, nó không chịu nuôi cha nuôi mẹ, mà nó nói rằng trách nhiệm nuôi ba nuôi mẹ là của anh hai. Anh hai thì nói trách nhiệm nuôi ba nuôi mẹ là của con ba. Rồi đứa khác lại nói trách nhiệm nuôi ba nuôi mẹ là của thằng Út. Chúng ta cứ đổ cho nhau, không ai chịu trách nhiệm. Nhưng tụi con nên nhớ, ngày xưa cha mẹ đâu có nhờ vả ai để nuôi tụi con đâu. Tất cả từ bàn tay cha, tất cả từ công sức của mẹ để tạo nên cuộc sống cho tụi con. Thế cho nên đừng phung phí tiền, đừng phung phí tiền để chứng minh cái đẳng cấp của mình, đừng phung phí tiền để chứng minh cho người khác thấy mình là dân anh dân chị, để chứng minh cho người khác thấy rằng mình là người biết chơi chịu chơi, mà trong khi đó cha mẹ đang sống ở nhà rất cơ hàn lam lũ, thiếu thốn mọi bề. Phải tuyệt đối nói không với sự phung phí. Đồng tiền mà chúng ta phung phí đó, chúng ta sẽ để dành để phụng dưỡng cha mẹ của mình. Cái chuyện nuôi cha nuôi mẹ mà không nuôi đó, mà người này đổ trách nhiệm cho người kia, người kia đổ trách nhiệm cho người này, thầy nghĩ rằng tụi con lên YouTube sẽ có rất nhiều những cái đoạn clip về công ơn của cha mẹ và nói về sự bất hiếu của con cái. Tụi con nên xem những cái đó nhiều hơn. Nếu thầy khuyên tụi con có thời gian để lên để coi phim ảnh á, thì nên xem những cái đó hơn là tụi con dành thời gian để chơi game, dành thời gian để tán gẫu trên Facebook hay nhắn tin
một cách không ý thức ở trên Zalo hay là bình luận như thế này thế khác. Hãy dành thời gian để đọc về những quyển sách nói về công ơn của cha mẹ, nói về lòng hiếu thảo, để tụi con hiểu hơn về công ơn của cha mẹ. Và chúng ta hứa với nhau rằng chúng ta sẽ không phung phí tiền của. Nếu chúng ta là người làm ra được tiền của thì phải tiết kiệm từng đồng, vì đồng tiền đó chúng ta để dành để phụng dưỡng và báo hiếu cho mẹ, cho cha của chúng ta. Đồng ý không? Cái điều thứ 8 là bài hát Tây Tàu hát hay mọi lẽ, nhưng rồi ru của mẹ chẳng thuộc câu nào. Ở đây bạn nào nhớ cái lời ru của mẹ của mình ngày xưa mà còn nằm trên chiếc võng trong nôi mẹ ru? Thầy mời con, xin mời bộ phận âm thanh đưa tới cái mic để cho bạn con nói về những bài hát mà con được nghe ba mẹ con ru khi còn nhỏ đó. Đây cũng là cơ hội để các bạn lắng nghe lại lời ru của mình. Mô Phật, thưa thầy, hồi nhỏ mẹ con thì con không nhớ, nhưng mà lúc mẹ ru cháu út của con thì con nhớ. Thầy mời con. Mẹ thường dùng lời mấy bài ca dao để ru thì con ngủ. Con nhớ bài ca dao nào không? Ầu ơ, dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi. Con đi trường học. Mẹ đi trường làng. Cảm ơn con. Mời con ngồi xuống. Tất cả chúng ta lớn lên trong câu ca dao ấy, trong lời ru im điệm ấy. Hầu như cái lời ru này tất cả chúng ta đều thuộc, nhưng chúng ta đã lãng quên nó để chạy theo thời đại, chạy theo những bài nhạc sôi động. Thầy nói ở đây là thầy không chỉ trích. Thầy không chỉ trích cho cái việc các bạn nghe những bài nhạc hay học những bài nhạc sôi động, hay là nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc đen vân vân. Đó là quyền của các bạn. Nhưng thầy muốn nói rằng lời ru của mẹ chỉ một câu thôi, hơn cả ngàn lời bài hát. Nói điều này để mong các bạn nhớ cái lời ru của mẹ, vì đó là tình của mẹ. Ôi trời vào thu chở đầy mây trắng muốt, mà thời gian là con thuyền chở nặng lững lờ trôi. Nước đã lăn tăn giữa đôi bờ hư thực, nhổ neo đi vườn no gió xuôi dòng. Có và không đôi bờ đã bao lần lận đận, mà cánh diều cao vẫn rít gió giữa trưa hè. Đã là thế, người ơi, cho tôi xin chở những đóa hồng quyển mộng về dân người cha mẹ của tôi thương, để khúc hát ca dao muôn đời trôi qua nhừng thành những cánh cò rập rờn trên quê mẹ, gọi gió về trong nôi bé lúc ban trưa. Ầu ơ, ầu ơ, ca dao đấy, đấy lòng mẹ đấy, là tâm kinh chuyển nặng, trở nặng lúc giao mùa. Hay không? Lời ru của mẹ là tâm kinh. Lời ru của mẹ là cả một trái tim. Cho nên chúng ta phải nhớ, chúng ta không được vì một điều kiện, vì một lý do gì mà chúng ta lại quên đi lời ru của mẹ. Nên nhớ, những bài hát mà các bạn thuộc bây giờ, những câu thơ mà bây giờ các bạn nhớ, nó không quan trọng bằng hai chữ ầu ơ. Nè, nhớ nha. Hai chữ ầu ơ, đó là tình thương, là cả một trời thương, là cả một trái tim tình mẹ, tình cha. Chúng ta đồng ý rằng hãy nhớ về những câu ca dao, đồng ý rằng hãy nhớ về trái tim và tình thương của cha, của mẹ. Chúng ta kết thúc. Câu số 9 đó là
dỗ cha xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Câu này nhằm muốn phê phán những người mà đem tình thương dành cho người khác nhưng không dành cho cha mẹ của mình. Thực tế thì nói việc đi làm từ thiện ở thời nào và phương thức nào cũng tốt. Tốt, làm từ thiện là tốt chứ không phải là xấu. Nhưng trước khi anh đi làm từ thiện á, thì anh phải xem ba mẹ anh thiếu những gì, phải chu cấp cho đầy đủ. Vì chúng ta có thể đem cho người này, người khác vật này, vật kia, nhưng tại sao chúng ta lại để cho cha mẹ chúng ta thiếu thốn quá nhiều trong đời sống? Thế cho nên thầy muốn khuyên sau này các bạn lớn lên làm từ thiện thì hãy cứ làm, hăng say mà làm, vì đó là những việc làm tạo nên phước lành, vì đó là những việc làm để phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho con người, vì đó là những việc làm mang đến cái tình thương cho người khác. Nhưng trước khi làm những điều đó thì chúng ta hãy phải sống trọn vẹn tình thương và trách nhiệm đối với cha mẹ của mình. Nên nhớ hãy thương cha mẹ mình trước, có thương được cha mẹ rồi mới thương người khác. Chúng ta đồng ý ở câu này nha. Và điều nghịch lý thứ 10 đó là, mà cái gì vậy? Sao tự nhiên quên rồi? Chính điều nhớ, điều thứ 10 không nhớ. Điều thứ 10 đó là khấn Phật cầu trời lễ bái muôn phương, nhưng quên lời mời cơm cha trà mẹ. Cái nghĩa của nó là anh muốn học được đạo thánh hiền thì anh phải học được đạo hiếu đầu tiên, anh phải học được đạo đức làm người thì mới xứng đáng để học đạo thánh hiền. Câu này đối với tuổi trẻ thì không phù hợp cho lắm, nhưng sau này tụi con ý thức muốn học được đạo thánh hiền thì phải học được chữ hiếu, học cho trọn vẹn chữ hiếu. Chữ hiếu học không được thì không học đạo thánh hiền được. Muốn được trời Phật thần thánh họ tặng cho mình cái này, họ ban cho mình cái khác, họ gửi đến cho mình ân huệ này, họ trao cho mình ân huệ khác, thì tụi con trước hết phải dành được tình thương cho cha mẹ của mình. Ở trong cái câu này cái lời rất mộc mạc chân tình nha: khấn Phật cầu trời lễ bái muôn phương nhưng quên lời mời cơm cha trà mẹ. Có những điều đơn giản thôi, nếu anh thực hiện được, anh làm được đối với cha mẹ mình thì trời Phật thần thánh sẽ thương mình, sẽ luôn lúc nào cũng gia hộ cho mình. Còn với cha mẹ của mình, những điều đơn giản mình không làm được thì không trời Phật nào chứng minh cho lòng của mình đâu. Câu này muốn nói đừng cầu trời khấn Phật nếu như bổn phận trách nhiệm của mình không làm tròn đối với cha mẹ của mình. Hãy làm tròn bổn phận trách nhiệm đạo hiếu của một người làm con rồi hãy học đến đạo của thánh hiền. Đồng ý không? Học xối tráng viết không tròn chữ mẹ, đi mòn chân không kịp điệu ví dầu. Nụ vô thường nở hoa bất tử, mãi muôn đời tình mẹ vẫn thiên thu. Ôi cha một kiếp lưng trần sa manh áo, cha một đời đôi dép lạc bàn chân. Ân đức ấy sánh bằng non thái, như trời cao như biển rộng sông dài. Đỗ Trung Quân đã từng thổn thức rằng: ta làm thơ tặng cho đời và biết bao người con gái, chứ có bao giờ thôi cho mẹ ta chưa. Ông là một nhà thơ nổi tiếng, ông làm rất nhiều bài thơ tặng cho đời, tặng cho người và tặng cho những đóa hồng. Nhưng rồi một hôm ông ngồi suy nghĩ: ồ, chưa có một vần thơ nào ta dành cho mẹ của ta. Hối hận vô cùng. Đủ để thấy những lời thầy nói phù hợp lắm đấy. Đôi khi mình dành những cái ưu ái, dành cái này cái khác cho người ngoài, cho người ở đâu đâu không á, nhưng chưa bao giờ dành cho mẹ của mình. Người yêu mình mà nó vui á thì mình thấy cả một trời mùa xuân. Người yêu mình mà nó bệnh là mình thấy cuộc đời ôi giông bão đen tối làm sao. Chứ còn mẹ mình có vui, ba mình có bệnh thì mình vẫn xem rất bình thường. Trái tim của chúng ta đã khô cằn,
Trái tim của chúng ta nó không được tưới tẩm về tình thương yêu đối với cha mẹ. Cho nên Thầy mong các bạn hãy đánh thức trái tim của mình, đừng để trái tim của mình ngủ quên với công ơn sinh thành dưỡng dục và công ơn trời biển của cha mẹ. Tự đặt tay lên tim và nói theo Thầy, ngồi thẳng lên. Mời tụi con đặt tay lên tim, nhắm mắt lại và nói rằng, nói theo Thầy, Thầy nói trước tụi con nói sau nha. Ba ơi, con thương ba nhiều lắm. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Con hứa sẽ sống thật ngoan, thật hiếu thảo để ba mẹ được vui. Thầy xin cảm ơn các bạn. Cũng chính Đỗ Trung Quân đã từng thổn thức: có bao giờ anh dừng lại trên phố quen, ngã nón đón chào xe tan qua phố vắng, ai mất mẹ sau lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Một ngày nào đó tình cờ ta đứng lại bên đường, để thấy đoàn xe tang buồn bã đi ngang qua. Ta ngã nón cúi chào tiễn biệt người nằm trong quan tài, và thấy sau đó biết bao nhiêu người đang khóc, đang đẫm lệ. Họ than ngắn thở dài, nói lên những tiếng nói bi thương của người con mất cha và mất mẹ. Vì cuộc đời này họ đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Ta tự hỏi lại lòng mình, nếu một ngày nào đó người nằm trong quan tài đó là cha, là mẹ của ta thì sao? Đau khổ biết dường nào. Thế cho nên còn có thể thương ba mẹ, còn có thể chăm sóc ba mẹ, còn có thể hiếu thảo với cha mẹ khi cha mẹ còn có thể đón nhận được, thì Thầy mong các bạn hãy làm điều ấy một cách thật hăng say và chân thành. Hết giờ rồi, bây giờ chúng ta nghỉ. Chưa hả? Sao kỳ vậy? Hết giờ chưa? Ủa? Mô Phật, dạ. Vậy thì ban tổ chức cho nói nữa hả? À, căng thẳng quá. Như vậy thì Thầy tóm yếu lại 10 điều nghịch lý này là 10 điều trái ngược giữa cái cách đối xử tình thương của cha mẹ dành cho con cái và của con cái đối xử với cha mẹ. Và 10 điều này sẽ trở thành 10 điều thượng lý, nó không còn nghịch lý nữa, nếu như chúng ta hoàn toàn thay đổi quan niệm và hoàn toàn thay đổi cách sống của chính mình trong hiện tại. Vừa rồi trong khóa tu ở chùa Đức Hòa, có một bạn đứng lên đọc cái cảm nghĩ của mình về khóa tu. Bạn ấy đã khóc thật nhiều và nói rằng: thưa Thầy, thưa các bạn, con không có hạnh phúc được như các bạn tu sinh ở đây, vì cái đêm tri ân các bạn có cha có mẹ đến để các bạn tặng đóa hoa hồng cho cha mẹ, và có bạn được cái diễm phúc quỳ xuống để rửa đôi chân cho ba mẹ của mình. Thưa Thầy, mẹ con vừa mang thai con thì ba con đã mất. Khi sanh con ra, mẹ con phải đánh đổi sự sống của chính mình. Con vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ con đã nhắm mắt giữa đời. Ngày mà mọi người vui đón con cũng là ngày mọi người buồn bã để tiễn mẹ con về bên kia thế giới. Con chỉ mơ ước một điều là con được gọi tiếng gọi ba mẹ, và con muốn một điều có người nào đó đáp: con ơi ba đây, con ơi mẹ đây. Nhưng Thầy à, cuộc đời không cho con cái hạnh phúc đó. Cuộc đời đã lấy đi cái niềm hạnh phúc vô vàn đó. Con lớn lên và sống trong tình thương của bà thôi. Cho nên con thấy các bạn có được tình thương của ba mẹ, con thèm khát lắm. Nhưng con thấy có một số bạn lớn lên được tình thương đó mà không biết trân trọng, không biết đón nhận. Con thấy tiếc cho các bạn đó quá. Con chỉ mong và con chỉ muốn khuyên các bạn một điều
hãy đón nhận hạnh phúc khi các bạn còn có cả một trời hạnh phúc. Có những bài thơ rất hay nhưng mà thầy không nhớ, chứ không nhớ đem ra đây đọc cho các bạn nghe. Khổ nổi là không nhớ. Ngày trước thầy có đọc một cái bài thơ nhưng mà không biết tên tác giả. Bài thơ nó dài lắm, nhưng thầy nhớ ngắn ngắn là thế này: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Chấm 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 chấm. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Mẹ à, ba à, con được lớn lên và được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ đã chở che cho con từ tấm bé cho đến lúc con khôn lớn trưởng thành. Ba mẹ chưa bao giờ ngơi nghỉ tình thương đối với con, nhưng con lại quá thờ ơ, con đã quá vô tâm trước tình thương đó của ba mẹ. Từ nay con xin trở về đón nhận tình thương bao la ấy, và con xin quỳ xuống đây để sám hối với ba mẹ. Con hứa với ba mẹ rằng từ nay con không là đứa con ngỗ nghịch ngang tàn để làm cho ba mẹ buồn lòng nữa. Đó là điều thầy muốn nói để chúng ta chấm hết buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn tụi con. Thầy nói có dài dòng, nhưng tóm lại trong buổi dài dòng hôm nay, thầy chỉ muốn tụi con hãy sống thật tốt, hãy sống thật tốt, hãy nghĩ nhiều về công ơn và sự gian khổ của ba mẹ, để chúng ta dành tình thương, dành sự quan tâm cho ba mẹ nhiều hơn. Đó chính là bầu trời hạnh phúc, đó chính là quà tặng mà tụi con gửi đến cho ba mẹ của mình. Cầu chúc cho tất cả tụi con là những người con hiếu thảo, là những bông hoa tươi đẹp giữa cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.